Chào mừng anh em đến với kênh của Nguyễn Minh Mobile, chuyên mở hộp và đánh giá một số các sản phẩm tầm trung. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với anh em một cái sản phẩm mới về mình mới đặt. Thì nó về buổi trưa ngày hôm qua thì hàng bán cũng rất vãn rất nhiều nên mình có đặt một số sản phẩm đang đang bán chạy. Thì có một cái sản phẩm này nó mới, nó sản phẩm mới cái tầm trung, theo mình là có thể phục vụ được anh em dịp Tết, có thể chụp hình chơi game, chụp hình chơi game giải trí với cái giá thành rất hợp lý. Trước mắt các bạn là cùng một cái con Oppo A53, nó mang một cái RAM 4GB và bộ nhớ trong đủ để anh em tải game, chụp hình, quay phim trong dịp Tết thả văn ga. Đó. Thì cái phiên bản này nó có hai màu anh em, một màu xanh, màu xanh và một màu đen. Nó có hai màu, màu xanh và màu đen. Thì trên tay mình đang là một cái phiên bản màu xanh, thì sau đây mình sẽ xin mở hộp để mình chiêm ngưỡng cái màu xanh. Màu nó rất là sành điệu, xanh xanh trắng, từ ở trên thì là hơi trắng trắng, ở dưới là xanh. Đây, mình xin khui hộp cái sản phẩm này. Thì coi cái con này nó có một cái cái camera trước là 13 chấm. À, một cái camera trước là 16 chấm. Camera sau có ba camera 13 chấm, 12 chấm và 2 chấm. Hai cái 2 chấm và một cái 13 chấm nha anh em. Màn hình 6,5 inch HD cộng, nó đủ để một cái bức ảnh nó hiện lên lung linh huyền ảo với cái camera selfie 16 chấm. Thì hôm qua mình có bán một cái con Oppo này A15 màu đen cho cái chị kia, thì chị bảo nếu mà bật lên mà kích hoạt lên mà chụp hình đẹp chị mới mua. Con cho nhỏ tivi cho bố coi, cho nhỏ tivi cho bố coi, sao con cứ bật to vậy à? Nghe không, chị bảo camera đẹp thì chị mới mua. Chị bật lên, chị bật cái camera lên thì chụp hình đẹp, bật lên cái chụp thì chị không nói năng gì, chị trả tiền chị đi về luôn. Có nghĩa là cái camera Oppo này nó mang một cái chất lượng ảnh mà của nghệ sĩ trên sân khấu diễn đấy anh em, lung linh huyền ảo. Người mình có nói với chị là một người xấu thành đẹp, một người đẹp thành thành người mẫu hoa hậu đó. Chị trả tiền chị về luôn, để lấy chụp chụp hình đẹp quá chị về luôn. Đây đây là sản phẩm của nó. Nó trang bị một cục pin 5000 nha anh em. Bây giờ thì pin 5000. Cục sạc. Sạc nhanh. Cục sạc nhanh rất là bự, rất là hầm hố. Đóng sản phẩm lại. Rồi. Thì đây là cái nhân vật chính của
Màu sắc rất là đẹp nha anh em. Màu ngọc, xanh ngọc. Ở trên này có một chút trắng. Và một cái con camera 2020. Camera này camera 2020. Cái sản phẩm này thì được sản xuất tháng 10, khoảng tháng 8, tháng 8, tháng 9, tháng 10. Nhưng mà khoảng tháng 11 mới về Việt Nam anh em. Màu rất đẹp anh em. Cầm cái điện thoại, ánh kim ở trên là ánh kim, dưới là xanh, xanh ngọc. Con camera 16 chấm nằm ở góc màn hình. Máy mỏng nhẹ, máy nhẹ. Chất liệu thì vỏ ngoài bằng nhựa thôi. Lưng nhựa, nhựa giả kính. Cũng khá chi tiết, đẹp. Con này độ thiết kế, chi tiết thiết kế đẹp. Đúng là cái Oppo này nó cho một cái chất lượng ảnh ngoài mong đợi. Đây là một cái đây là một cái sản phẩm mà anh em khoảng 4 triệu anh em nên lưu ý nha anh em. Nó giá thị trường là 4390. Giá thị trường đang là bán là 4390 anh em. Thì anh em tới đây mình có chút ít lọc lá cho anh em xài Tết. Bớt chút lọc lá cho anh cho mọi người để xem. Nó cài sẵn một cái hệ điều hành Android 10 chấm nha anh em. Mẹ sẽ làm sao đây? Con xin lỗi mẹ. Camera rất đẹp. Thì cái camera này nó cho cái camera để mới này, 4 camera này sẽ cho một cái điểm, 3 camera này cho một cái bộ ảnh rất là rộng. Một cái tấm màn hình rất là rộng. Và chế độ mờ phông của nó tuyệt vời nha anh em. Mẹ có ý này. Cái giao diện thì cũng như những sản phẩm trước thôi, giao diện không có gì đặc sắc. Rồi xin chào anh em nha. Anh em có nhu cầu sản phẩm thì liên hệ Nguyễn Minh Mobile nha anh em. Số điện thoại mình để bên dưới. 4 triệu. Giá thị trường 4390 thì mình sẽ dán ít lọc lá cho anh em nha.